Chương 1138 Ám Mộc. Ta nghe nói ám giới Án Nguyên Điện vốn là một gốc cây, về sau ám giới xảy ra một lần to lớn biến cố, gốc cây này bị hủy. Liên Kỳ cảm thán nói. Thông Minh gật đầu. Liên Kỳ nói không sai, nơi đây thực sự là một gốc cây. Gốc cây này gọi là ám mộc. Ám mộc là ám giới tượng trưng. Bởi vì có ám mộc, ám giới quy tắc càng rõ ràng, cho nên tại rất sớm trước đây, ám giới cao thủ ùn ùn. Về sau ám mộc bị hủy, ám giới vì để cho ám mộc lần nữa nảy mầm, ở chỗ này thành lập Ám Nguyên Điện. Đáng tiếc là vô số năm qua, ám mộc không có nảy mầm. Lòng Báo Quốc Kỵ khẽ động, trong tay lấy ra một cái khối ám mộc mảnh nhỏ. Người, đây là ám mộc mảnh. Báo Kỵ đem ám mộc mảnh vừa lấy, không nói gì, Thông Minh liền kích động kêu. Đúng vậy, khối ám mộc mảnh này là giật ta tình cờ lấy được. Ta muốn hỏi người một cái. Thứ này, lùi sống được không? Báo Kỵ nắm trong tay ám mộc nhỏ nói. Khối ám mộc mảnh nhỏ này, hắn dùng các loại thủ đoạn không cách nào trồng sống. Thông Minh thở dài một tiếng nói. Mạc huynh, ngươi đúng là hữu cơ duyên, ngay cả ám mộc mảnh nhỏ đều có thể lấy. Còn đi tới Ám Nguyên Điện, bất quá tuy rằng ám mộc cực kỳ chân quý, nhưng người cũng không có cách nào trồng nó sống. Muốn trồng nó, ngoại trừ ám mộc mảnh nhỏ, còn có thêm tới Ám Nguyên Điện này ra còn cần hai món đồ đạc. Hai món gì? Báo Kỵ thốt lên. Thông Minh lắc đầu, người biết cũng vô ích, bởi vì khẳng định ngươi chiếm không được. Người muốn nói người chính là thánh nhân cũng không nhất định có thể đồng thời có hai thứ này. Đầu tiên là ám thuộc tính nguyên bản châu. Mạc Kỵ nghe tới đây lòng vừa nhảy, hắn vừa lúc có vật này. Năm đó hắn và Khổ Thái đồng thời tìm kiếm được ám bản nguyên châu. Hiện tại ám thuộc tính bản nguyên châu còn đang trong thế giới của hắn. Ám thuộc tính bản nguyên châu là một trong bản nguyên châu thừa thớt nhất vũ trụ. Rất có thể tại một cái vũ trụ vị diện chỉ có một quả. Ngoại trừ ám mộc thuộc tính bản nguyên châu còn cần tức nhưỡng, thứ này người thì càng không lấy được. Nghe được Thông Minh nói, lòng Báo Kỵ trầm xuống, hắn suốt cuộc hiểu sao trước đây Khôn Uẩn dễ nói như vậy, tự nhiên đem ám mộc mảnh nhỏ cho hắn. Thì sao lúc đầu Khôn Uẩn biết ám mộc mảnh nhỏ chính là cho hắn cũng là vô dụng. Thông Minh đấu, người cũng biết ám mộc chỗ đại dụng là gì. Báo Kỵ lý giải, ám mộc là Khổ Thái cho thủy tinh cầu bên trong được biết. Biết vật này là ám giới đệ nhất bảo vật. Một khi bản thân có ám mộc, hoặc có thể dưới ám mộc tu luyện, vậy là tiền đồ không cách nào đánh giá. Lần này Hoán Đề lại nói, trước người không phải hỏi ta có hay không tồn tại cao hơn thánh nhân đẳng cấp. Trên lý thuyết là không có, bởi vì cao hơn thánh nhân đẳng cấp tồn tại nhất định phải tu luyện quang minh cùng hắc ám hai loại quy tắc, như vậy mới có thể hơn hẳn vũ trụ cấp độ. Dựa theo vũ trụ to lớn phân chia, ngũ hành quy tắc cộng thêm phong lôi bằng vân vân, quy tắc toàn bộ thuộc về quang minh thuộc tính quy tắc, mà hết thảy thánh nhân tu luyện đều được một cái loại quy tắc bên trong quang minh thuộc tính. Bởi vì người tu luyện quang minh thuộc tính quy tắc, ngoài linh căn thuộc tính căn bản không cách nào tu luyện hắc ám quy tắc thuộc tính. Ngược lại cũng thế, thế nhưng hắc ám ẩn chứa cao cấp nhất hắc ám thuộc tính quy tắc vẫn là chuyển cho người có được ám mộc sẽ có tư cách đồng thời tu luyện quang minh cùng hắc ám hai loại thuộc tính. Tại trong thế giới của mình diễn sinh hai loại thuộc tính, cho nên nói nếu bản thân quá mộc, vậy rất có thể trở thành tồn tại cao hơn thánh nhân, trở thành đệ nhất nhân đứng đỉnh phong hết thảy vũ trụ. Đáng tiếc là ám mộc sớm biến mất, người có ám mộc bành nhỏ cũng không có ý nghĩa gì. Báo Kỵ nghe tới đó lòng chấn động mãnh liệt. Tu luyện quang minh thuộc tính quy tắc thì không thể tu luyện hắc ám thuộc tính sao? Nhưng hắn chính là tu luyện quang minh thuộc tính cũng là tu luyện hắc ám thuộc tính. Nếu hắn để nói thực sự lời như vậy sẽ là bí mật phi thường đáng sợ. Loại chuyện này một khi tiết lộ, sợ hết thảy thánh nhân đều có thể vây công hắn. Báo Quốc Kỵ, Báo Kỵ làm sao biểu tình thất vọng, đem ám mộc mảnh nhỏ thu lại. Đã như vậy quên đi sao? Hắn quyết định tương lai lấy được tức nhưỡng, nhất định đem bản thân tới ám giới phát triển thành ám mộc sống. Thu hồi ám mộc về sau, Báo Kỵ đang muốn hỏi làm sao đi thất giới hải. Cái đạo lạc quán bỗng nhiên cảm ngộ tới một loại đạo vận ký tức chưa hề tiếp xúc qua. Hắn mơ hồ cảm giác được bản thân thất giới chỉ đột phá lần danh. Đúng rồi, thất giới chỉ cùng với thất giới có quan hệ. Hiện tại hắn cài đạo lạc tại ám giới bắt lấy cơ hội đột phá. Hắn vô luận thế nào cũng không bỏ qua cơ hội này. Trên thực tế tại thời điểm đối phó với Hoán Đề,
thứ tư chỉ quán đã đột phá. Bất quá thứ tư chỉ là thành lập tại sinh tử luân quán. Bác kỵ thủy chuồng cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lúc này thất giới chỉ muốn đột phá, nhất định hoàn thiện cùng bổ sung chỉ thứ tư. Như vậy chúng ta nhanh chóng đi vào toái giới sao? Hóa đề nhìn báo kỵ nói. Trên ngán bị dính một cái thanh vật sạn, thực lực ngăn chặn, bị thương xa xa không có khôi phục. Có thể nói nơi này vài người thực lực quán là kém nhất, với một cái thực lực mạnh nhất, thực lực bây giờ thành kém nhất. Hoán đề này vẫn là thánh nhân, lòng tự nhiên có chút buồn bực. Thông minh mấy người cũng phải nhìn Mã Quốc Kỵ, nhưng Mã Quốc Kỵ là tiểu đội trưởng, mọi người tự nhiên là muốn để cho Mã Quốc Kỵ làm chủ. Mã Quốc Kỵ hỏi: Thông minh đạo hữu, chỗ này có an toàn không? Thông minh gật đầu: Mạc huynh yên tâm, chúng ta là thông qua không gian truyền tống trận tới, cho nên không ai biết được chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta không thể ở lại nơi này. Rời đi, một khi rời đi rất khó lại đi bên ngoài. Ám nguyên điện diện tích vạn dặm, không có bóng người bất luận một kẻ nào. Khi tới gần, đó chính là cục diện không chết không thôi. Cũng may là đi thất giới thạch, không cần rời đi nơi này. Rất nhiều người đều biết ám giới có truyền tống trận thông đi thất giới thạch, thế nhưng có thể tìm tới truyền tống trận này tuyệt đối không cao hơn suốt đếm trên đầu ngón tay. Mà ta vừa lúc biết tới điều đó. Thông minh dạo có chút tự đắc, đi thông thất giới thạch truyền tống trận nhưng là phi thường hữu dụng. Ta bởi vì một số việc còn cần rời khỏi ám nguyên điện, đi một chuyến ra bên ngoài, tối đa mấy ngày có thể về. Ta hy vọng mọi người có thể chỗ này chờ ta. Mã Kỵ nói, hắn tại ám giới cảm ngộ tới bản thân thất giới chỉ gần đột phá, tự nhiên cũng có khả năng rời đi nơi đây. Thông minh mặt lộ vẻ khó xử nói, Mạc huynh, ngươi một khi từ nơi này rời đi sẽ bị cường giả ám giới biết. Chúng ta đây tương lai còn nghĩ muốn là vô thành vô tức nơi này đi qua vậy là khó khăn. Báo kỵ khẽ mỉm cười, thông minh đạo hữu yên tâm, ta nếu như muốn đi nơi này, nói như vậy người của ám giới không biết. Thông minh biết báo kỵ xem thường ám giới cường giả, hắn chỉ có thể bãi buông tay nói, đã như vậy Mạc huynh mời đi, chúng ta ở trong này chờ ngươi. Tốt, rất mạnh, rất nhanh ta sẽ trở về. Báo kỵ nói xong thân hình mở ra, trực tiếp thoát khỏi ám nguyên điện, lập tức biến mất. Mạc Kỵ sau khi rời đi hoán để mới không nhanh cầm chậm nói, thông minh, ngươi hẳn biết Mạc huynh nhất định bị người ám giới phát hiện sao? Thông minh giả vờ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, Mạc huynh là chúng ta nhóm người này dẫn đầu, chuyện hắn quyết định ta làm sao cả. Thực tế lòng thông minh cho rằng cho Mạc Kỵ một lần giáo huấn cũng tốt, chờ Mạc Kỵ phát hiện hắn không có lợi hại như mình tưởng tượng, tương lai nói chuyện cũng là được coi trọng. Thông minh cho rằng Mạc Kỵ sẽ bị phát hiện cũng không phải là bởi vì thực lực Mạc Kỵ không mạnh, mà là bởi vì ám giới quy tắc bất đồng. Tại dưới ám giới quy tắc, bộ đoạn Mạc Kỵ ẩn nấp thủ đoạn ra sao cũng là bị phát hiện. Mấy canh giờ qua, thông minh cùng hoán đệ bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Thời gian dài như vậy, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, Mạc Kỵ không hề tung tích, có thể khẳng định Mạc Kỵ mới rời đi một mảnh phạm vi này. Thế nhưng là Mạc Kỵ thế nào không bị phát hiện? Hoán đệ tốt một chút, dù sao cũng là linh hồn dấu vết quán đã bị Mạc Kỵ nắm trong tay. Mã Kỵ càng mạnh với hắn nói càng tốt. Thế nhưng thông minh lòng lại có một cái phần hàn ý. Hắn phát hiện ra khoảng cách mình hiểu Mã Kỵ còn kém quá xa. Hắn nộp ra thân hồn vết máu, tương lai không có nửa phần ảnh hưởng sao? Mã Kỵ chẳng những có thể tu luyện ám thuộc tính, còn có bản thân có thai hóa dịch hình thu đạo. Nếu như thế này hắn cũng bị người ta phát hiện, vậy chỉ nói hắn quá kém cỏi. Lúc này Mã Kỵ mới sớm rời xa ám nguyên điện. Trong một cái chỗ trống trải hoang dã, hắn cũng không tiếp tục cảm ngộ, khai đạo lạc sớm cảm ngộ không sai biệt. Một xuất hiện ở chỗ trống trải, Mạc Kỵ chính là một cái chỉ điểm xa, tất sẽ chỉ thứ tư âm dương. Thiên địa cùng vạn vật sinh, âm dương nhận mà biến hóa. Mênh mông khí tức phô thiên cái địa đánh ra, xung quanh quy tắc trực tiếp mở rộng. Thêm bên trong hắc ám quy tắc quang minh thuộc tính quy tắc cũng rõ, giữa khắc này không gian quy tắc phân biệt rõ ràng. Nếu như người ở trong đó trực tiếp bị các loại này âm dương quy tắc kéo thành hư vô. Quả nhiên, vượt ra khỏi cấp độ sinh tử luân đánh ra âm dương chỉ, xung quanh sinh cầu hóa thành hai loại, một âm một dương, tất cả sụp đổ. Mạc Kỵ còn chưa kịp kiểm tra ảnh hưởng một chỉ tạo thành, lòng không hiểu sao lần nữa có thêm một chỉ. Đây là chỉ thứ 5, vạn vật, Mạc Kỵ rút hiểu ra. Thì ra đây là lúc đầu hắn ở chỗ này khải đạo là cảm ngộ không phải là chỉ thứ 4, âm dương, mà là thất giới chỉ thứ 5 vạn vật, hoặc là nói chỉ thứ 4 và thứ 5 vốn chính là liên tiếp nhau.
Chương 1139. Vạn vật. Ý niệm trong đầu trong nháy mắt, chỉ số năm của Ma Quốc Kỵ đã điểm ra thiên địa bất nhân, dùng vạn vật là số cầu. Sốc sách quy tắc trong nháy mắt an ổn, không gian bị chỉ thứ tư âm dương phát huy, cùng với trong thời gian cực ngắn khôi phục nguyên dạng. Bởi vì âm dương chỉ héo rũ, vỡ vụn cỏ đại đình chỉ héo rũ, khô khốc sông đình chỉ khô cạn. Dưới một chỉ này, không gian vạn vật tất cả bị một chỉ nắm trong tay. Tại đây, dưới một chỉ sinh cơ tỏa sáng, tất cả nhanh chóng hoàn nguyên tới bộ dáng lúc trước. Các loại quy tắc như cũ dưới một chỉ này nắm trong tay. Ma Quốc Kỵ đình chỉ tại trong hư không, cũng là hít một cái hơi lạnh. Tất giới chỉ thứ năm cự nhiên không phải là đại quy mô giết chóc phá hư, mà nó ngay lập tức ngăn cản bất luận cái gì thần thông phá hư, thậm chí đem quy tắc phá hư thông qua, xé rách thiên địa trôi qua, tất cả khôi phục như cũ, chỉ cần hắn một chỉ kia không bất ngờ dừng lại. Thời gian có đúng là có thể đảo ngược hay không, Ma Kỵ không biết, chính là có thể hắn hiện tại làm cũng không được. Thế nhưng Ma Kỵ rõ ràng hoàn nguyên hết thầy thần thông tuyệt đối là càng thêm trở ngại so với phá hư thần thông. Chỉ thứ năm đánh về sau, tất cả phá hư vạn vật đều nhất thời chậm lại. Sau đó dưới hắn một chỉ thần thông này quy tắc hồi tưởng, nhìn âm dương chỉ phá nát lần nữa hoàn nguyên như lúc đầu, Ma Kỵ lẩm bẩm, thì ra lúc đầu đây mới là hàm nghĩa của vạn vật bản nguyên. Vạn vật bản nguyên không phải là phá hư vạn vật, mà là vạn vật phục sinh, bất chấp vật như nhau có thể xung quanh tất cả sinh mệnh chết hết. Quy tắc nghiền nát giống như là chớ chú thuật. Bất quá Ma Kỵ tuyệt đối không dùng vạn vật làm việc này. Hắn phá hư thần thông đủ nhiều, một cái đại hủy diệt thuật liền có thể hủy diệt giới diện, đâu còn cần vạn vật này làm gì. Vạn vật với hắn mà nói giá trị tuyệt đối không thấp hơn so với đại hủy diệt thuật. Bất chấp Ma Kỵ còn không biết tất giới chỉ tỷ chỉ thứ 6 cùng thứ 7 mạnh bao nhiêu, hắn cho là không vượt qua chỉ thứ 5 vạn vật. Vốn cho vài ngày cảm ngộ tất giới chỉ, không nghĩ dễ dàng như vậy cảm ngộ tới. Ma Quốc Kỵ rất là vui lòng hạ trên mặt đất, có thể đi thất giới thành. Ma Quốc Kỵ lại một lần nữa trở về ám nguyên điện. Lúc này kiếp sợ phát hiện phía ngoài ám nguyên điện cửa điện tự nhiên là đóng đinh lấy một người. Trước hắn dùng thần niệm quét tới vài lần không có, xem ra nơi này là một cái rất không tầm thường ẩn nấp trận, cấm chỉ bất luận cái gì thần niệm tạo động có thể dùng ánh mắt thấy. Người bị đinh lờ mờ có thể thấy là một nữ tử, không biết là bị đinh bao nhiêu năm, trên người không muốn nói là huyết nhục xác thịt, coi như là bộ xương cũng biến thành màu xám. Cô gái cúi đầu trên bả vai, dường như sớm chết đã lâu. Ma Kỵ rõ ràng đối phương cũng chưa chết, bởi vì có một cái đoàn hồn hỏa còn đang thiêu đốt hồn vách cô gái, loãng tới không có khả năng loãng. Nếu như không phải có trận pháp cố ý để cho cô gái này hồn phách không tiêu tán, khô lâu nữ tử này không chừng sớm đã vẫn lạc. Tàn nhẫn hình phạt như vậy Ma Kỵ là lần đầu tiên thấy. Ma Kỵ lắc đầu, ám nguyên điện này quan hệ rất lớn, hắn tương lai tới nơi này làm sống một cái ám mộc, loại chuyện này hắn cũng không dám xen vào việc của người khác. Bất chấp hiện khi chưa có người phát hiện, hắn khẳng định một khi hắn dám động vào nữ nhân này xúc động pháp trận, trước tiên có người phát hiện được hắn. Huống hồ hắn cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là người nào, đã làm chuyện gì mới là dùng hỏa hồn thốt đốt đèn. Người không phải nói cần thời gian mấy ngày thế đảo nhanh như vậy. Ma Quốc Nghị bước vào ám nguyên điện, thông minh cùng hoán đề nói chuyện. Thế Ma Kỵ tiến tới, thông minh gần như đột nhiên đứng lên. Thông minh tâm tư Ma Kỵ há có thể không biết, hắn tự nhiên không đi giải thích chuyện của mình, chỉ nói: Hoán đệ, ngươi qua đây, ta giúp ngươi bỏ đi thất vật sạn. Đa tạ Mạc huynh. Hoán đệ nghe được Ma Quốc Kỵ muốn giúp hắn bỏ đi thất vật sạn, lòng là đại hỉ. Trước đó Ma Kỵ cũng nói có thể giúp hắn bỏ đi thất vật sạn, chỉ là Ma Kỵ vẫn không có nói chuyện này, cho nên hắn không có hỏi. Thông minh không biết Ma Kỵ đi làm cái gì ra. Như vậy thời gian ngắn ngủ luyện trở lại, Ma Kỵ không nói hắn cũng không thể làm gì khác nói. Hoán đệ thất vật sạn, ta xem đóng đinh hoán đề đạo cơ, nếu mà mạo muội xuất thủ sẽ phá hủy đạo cơ, coi như không phá hủy đạo cơ cũng để cho hoán đề đạo hữu một lần nữa bị thương nặng, thậm chí không cách nào bước vào thánh nhân cảnh. Ta biết. Ma Kỵ gật đầu giơ tay chộp vào thất vật sạn. Nếu không phải biết, hắn đã sớm giúp hoán đề động thủ. Trước nói giúp hoán đề nhổ thất vật sạn, đó là bởi vì hoán đề cùng hắn không phải đồng một cái trận tuyến. Hắn hộ chỗ rút ra thất vật sạn hoán đề, tên gia hỏa này để làm ký lý trọng thương tổn hại đạo cơ, mắc mớ gì tới hắn.
hiện tại là bất đồng. Bắt đầu cùng hắn là một đoàn, hắn mới là chậm chạp không giúp rút ra phật dạng. Hôm nay lĩnh ngộ thất giới chỉ giữ năm vạn vật, hắn nắm chắc không thương hại Hoán Đề đạo cơ, trực tiếp nhổ thất phật dạng. Mạc Huynh, động thủ đi, Hoán Đề sớm đã bị chuôi thất phật dạng này săn vò không có lừa điểm tính khí. Huống hồ Mạc Kỵ bản lĩnh hắn sớm kiến thức, nếu Mạc Kỵ nói có thể làm được, vậy để cho Mạc Kỵ đi làm. Linh hồn hắn dấu vết đều bị Mạc Kỵ nắm trong tay, có thể khôi phục thánh nhân thực lực hay không với hắn đã không còn lực hấp dẫn như trước. Một thánh nhân bị người khác nắm trong tay linh hồn dấu vết cũng là cùng một cái tâm thương chuẩn thánh, có gì khác nhau sao? Mạc Kỵ mặc kệ Hoán Đề suy nghĩ gì, hắn đã bắt được thành thất phật sẵn. Chỉ thứ năm vạn vật đạo vận cuốn lên, tất cả quy tắc dường như đều gây dựng lại. Đầu mùa xuân bắt đầu, vạn vật sống lại, thất phật sẵn ở đây cũng nháy mắt. Thiên địa quy tắc trọng tổ bị Hoán Đề rút ra. Cùng lúc đó, Hoán Đề chủ thiên không cách nào mượt mà bỗng nhiên mượt mà hẳn lên. Xung quanh thần nguyên điên cuồng ùa sao đi. Hoán Đề quanh thân, Mạc Kỵ lấy một vài viên thuốc hóa thành một phấn chiếu trên người Hoán Đề. Chỉ là mấy chục cái hô hấp thời gian, vết nhục trên người Hoán Đề bộc lại. Nửa nén hương về sau, dáng dấp Hoán Đề đâu còn là một cái bộ xương khô. Đa tạ Mạc Huynh, Hoán Đề kích động đối Mạc Quốc Kỵ ôm quyền. Lần này hắn thật là thật tâm tồn cảm tạ. Mạc Quốc Kỵ cự nhìn để cho hắn đạo cơ không hư hại chút nào, ngay cả quy tắc cũng không có làng loạn mảy may, giúp hắn rút đi thành thất phật sạn. Mạc Kỵ khoát tay nói, mọi người chung một con đường, không có gì. Nói xong hắn lại đem thất phật sạn thu vào bản thân phàm nhân giới. Hắn đối với lưu loàn chuôi đồ dòm thất phật sạn nhìn không thuận mắt, nhưng cái chuôi chân chính thất phật sạn này đối Mạc Quốc Kỵ mà nói rất có giá trị. Hắn không có gì hoàn trả cho Hoán Đề. Nếu như không có giá trị, chuôi thất phật sạn này há có thể đổi lấy thao thiết nồi, thậm chí còn có thể đóng đinh một cái thánh nhân. Thông minh đờ đẫn nhìn Mạc Quốc Kỵ, hội lâu lên tiếng, Mạc Huynh, ngươi là làm thế nào làm được? Còn nữa, ngươi mới vừa rồi là dùng thần thông thế nào? Một cái loại vạn vật sống lại đạo vận ký tức, đây là thần thông gì? Chẳng lẽ là đại hồi xuân thuật? Cũng không giống. Những thứ này sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Thông minh đạo hữu, ta cảm giác thực lực chúng ta cần phải nhanh tăng một chút. Ngươi đi giúp ta hỗ trợ tìm thất giới thạch truyền tống vị trí sao? Mạc Kỵ thuận miệng nói. Thông minh vừa nghe Mạc Kỵ liền biết Mạc Kỵ không muốn nói cho hắn biết, chỉ có thể nói, mọi người cùng đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Thông Minh đi tới một cái góc ám nguyên điện này, lấy ra trận kỳ, một cái gợn sóng trận môn xuất hiện trước mặt mọi người. Thông Minh thứ nhất bước vào gợn sóng trận môn, Mạc Kỵ mấy người cũng nhặt nhạy đi qua. Ở trước mặt mọi người là một cái thông đạo nghiêng. Thần niệm Mạc Kỵ trước tiên thẩm thấu đi xuống, quả nhiên tại địa phương thấy một cái khối tảng đá lớn màu đen. Cự thạch kia rõ ràng là một cái truyền tống trận ngôi cao. Thông Minh trước mặt hắn mở ra cái truyền tống trận ngôi cao, hiển nhiên cho thấy bản thân quyết tâm hợp tác. Mạc Kỵ rất là thỏa mãn thái độ của Thông Minh, cùng sau lưng Thông Minh dưới thần thông đạo, đồng thời hỏi, Thông Minh đạo hữu, người biết một cái nữ nhân bên ngoài ám nguyên điện bị đóng đinh sao? Thông Minh gật đầu, biết, nữ nhân kia bị ám giới đóng đinh ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, tại ám nguyên điện tạo dựng nên không biết bao lâu, nàng đã bị đóng đinh ở đây. Với kiến thức lúc ám nguyên điện thành lập, Mạc Kỵ kinh sĩ hỏi, hắc hắc. Thông Minh hắc hắc một tiếng, ta chẳng những kiến thức ám nguyên điện thành lập còn biết là ai thành lập. Ta trước đây vẫn là chốn nơi này bên cạnh truyền thống trận chữa thương. Quá trình thành lập ám nguyên điện ta chú ý hành trình toàn bộ. Vừa rồi cái sóng gợn trận môn chính là ta phía sau bố trí. Chính là tên gia hỏa thành lập ám nguyên điện cũng không biết ta bố trí trong trận môn của ám nguyên điện. Trường 1140 phá toái giới. Dù cho Thông Minh đã gia nhập đội, Mạc Kỵ vẫn như cũ cảm giác Thông Minh người kia quá có thể ẩn nhẫn. Nếu không phải bởi vì đối phương thấy hắn có chút thực lực muốn hợp tác với hắn, sợ rằng cái truyền tống trận đi thông thất giới thành rất khó người ngoài tìm được. Thông Minh kích phát truyền tống, 5 người đồng thời bị đá đèn truyền tống ngồi cao truyền tống đi. Từ ám giới tới thất giới thạch truyền tống hiển nhiên là truyền tống cự ly cực kỳ xa, dùng thực lực Mạc Kỵ thần niệm quán không cách nào thẩm thấu ra ngoài. Khi thần niệm Mạc Kỵ có thể quét ra, 5 người rớt vào quen thuộc thất giới thạch. Thất giới thạch Mạc Kỵ đã tới mấy lần,
Vô luận hắn lúc nào tới, thất giới thạch dường như vĩnh viễn đều là như thế. Một khối bình thường thạch thật lớn trôi lơ lửng ở hư không, lửa bụi lửa trắng. Tảng đá này ta phỏng chừng các người phải có người tới qua. Bất quá trong các ngươi hẳn là không biết tảng đá này là một món pháp bảo cao cấp nhất. Hắc hắc, thông minh đứng ở trên thất giới thạch cười. Niên Kỷ nghe thấy pháp bảo thần niệm khẽ động, liền cầu thông thất giới thạch. Thông minh lập tức cảm giác Niên Kỷ động tác, cười hà hạ một tiếng nói: không muốn nói ngươi, chính đạo hoán để đạo hữu thời điểm cực thịnh thế này cũng không có cách nào mang đi thất giới thạch. Thông minh đạo hữu, ý của ngươi là thất giới thạch là người đẳng cấp cao hơn bố trí chỗ này? Báo Kỵ nghe nói như thế nhanh chóng dò hỏi. Thông minh lắc đầu: ta cũng không biết, nhưng ta khẳng định nói cho ngươi biết, thất giới thạch cất ở đây cùng vài đại thánh nhân không có quan hệ. Hoán đề cũng là gật đầu: không sai, chí ít ta không biết thất giới thạch là ai bố trí chỗ này. Thông minh chỉ vào một cái hư không hắc động phía xa nói: ở chỗ đó chính là đi thông phá toái giới. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta tiến vào phá toái giới về sau, địa điểm truyền tống là bất đồng, cho nên tới nơi rồi một giới về sau, chúng ta không có thể cùng một chỗ. Hơn nữa, mỗi người truyền tin châu đều là không thể dùng, mọi người chỉ có thể dùng bằng vận khí. Bất quá chúng ta cùng người khác bất đồng, chúng ta có cụ thể mục tiêu. Nói xong, thông minh lấy ra một cái thủy tinh cầu đưa cho Máu Kỵ mấy người. Chúng ta tới phá toái giới về sau, chắc không cần vội vã tìm kiếm bảo vật cùng tu luyện. Tới trước chỗ này tụ tập, đã trước khi đến địa phương tụ tập, mọi người trong quá trình đi đường nhất định phải bảo vệ nguyên thần cùng thức hải. Phá toái giới, rất nhiều lão giả, bọn họ chờ chính là đoạt xá. Được rồi, ta đi vào trước. Thông minh không chút do dự, xông về hắn, hư không hắc động. Mặc huynh, ta cũng đi. Hắn đề sau khi nói xong cũng là nhảy theo hướng hắc động hư không. Chỉ đán, còn trên không trung lại đột nhiên quay đầu nói: Mặc huynh, vận khí của ta cuối cùng là không có kém tới mức tận công, có thể gặp người như ngươi. Niên Kỷ cũng ôm quyền nói: ta cũng vậy, là đi trước một bước, đi theo bước vào hư không hắc động. Kỳ Ly đẹp như thế, rồi quan tâm Máu Kỵ như vậy, Niên Kỷ không muốn ở chỗ này làm bóng đẹp. Kỵ sư tỷ, người tiến vào thế giới của ta, chúng ta cùng đi. Máu Kỵ nhìn Kỳ Ly nói. Kỳ Ly bỗng nhìn chăm chăm Máu Kỵ xem hồi lâu, dung nhan này tuyệt mỹ như là tranh vẽ cùng đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Máu Kỵ có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ Kỵ sư tỷ hoài nghi hắn có lòng bất chính? Máu Kỵ đang muốn tặng hắn một cái giải thích, Kỳ Ly không giải thích hỏi một câu: Máu Kỵ, người đã có vợ chưa? Ta đã có thê tử, thực lực ta thấp một chút, bây giờ không có cách nào đi tới chỗ nàng. Máu Kỵ theo bản năng đáp. Hắn có chút không hiểu vì sao Kỳ Ly hỏi vấn đề như vậy. Kỳ Ly thản nhiên cười: Máu Kỵ, chúc người sớm ngày có thể tìm tới thê tử ngươi, cùng nàng đoàn tụ. Máu Kỵ nghe Kỳ Ly chúc phúc, trước mắt hắn liền lội lên giọng nói của thư âm, khuôn mặt và tiếng cười, còn có thư âm cõng hắn tại tinh không nhảy như điên. Một cái đầu tóc đen chạy trốn trở thành tóc bạch kim. Máu Kỵ lòng nóng lửa, hắn dùng sức nắm chặt tay, nhất định nỗ lực tăng thực lực. Nếu không tăng thực lực lên, không muốn nói đi tìm thư âm chính là táng tận cốc phía dưới thanh nghi thánh cô, hắn xa xa không phải là đối thủ. Thư âm thế nhưng từ táng thần cốc rời đi. Cảm nhận Máu Kỵ kích động tâm tình, Kỳ Ly ôn nhu nói: ta nghĩ thê tử của người nhất định là một cái mỹ nữ, mỹ lệ hiện giải nhân ý, nàng rất hạnh phúc. Từ hạnh phúc sao? Máu Kỵ lửa nóng tâm trong nháy mắt rồi lạnh như xuống. Thư âm đi theo hắn hạnh phúc qua một ngày sao? Không phải bị người ta đuổi giết, là liền bị người ta chém giết. Giờ khắc này ở sâu trong nội tâm Máu Kỵ tràn đầy hổ thẹn, hắn nợ thu âm thiếu nợ rất nhiều. Hắn từ địa cầu đi rất rõ ràng, một cái nữ nhân phải tìm cái trượng phu cần chính là gì? Là cảm giác an toàn cùng ổn định sinh hoạt. Thế nhưng hắn cho thư âm cái gì? Những thứ này không có. Hắn suốt đời lợ tình hai nữ nhân, một là Văn Hiếu Kỳ đã không cách nào vãn hồi, còn một cái chính là Sầm Thư Âm. Vô Kỵ sư đệ, ta nghĩ ta hay là đi phá toái giới một mình. Dù sao lấy về sau đường vẫn phải dựa vào bản thân ta. Ta không thể vẫn đứng ở trong thế giới của ngươi, ta cần cố gắng tăng thực lực chính mình, chỉ có như vậy ta mới có thể sống lại tại vũ trụ. Kỳ Ly nói câu đó, thân hình mở ra tại hư không. Tại hư không, nàng thoáng dừng lại, quay đầu nói: Vô Kỵ sư đệ, chúng ta tại phá toái giới hội họp. Nói xong câu đó, Kỳ Ly thân hình hoàn toàn biến mất tại hắc động hư không. Báo Kỵ chăm chăm bảy hư không hắc động chờ mặc hồi lâu, lúc lẽ mới thở dài. Hắn cũng lập tức tiến vào hư không hắc động, thần niệm thẩm tấu tới dưới chân thất giới thạch. Thông minh chắc chắn không nói mò,
Nếu thông minh nói khối thất giới thạch này là pháp bảo, vậy nhất định là pháp bảo. Hắn không có dự định lại đem pháp bảo này lấy đi. Hắn mới nhìn một chút mình có hay không khả năng lưu lại một cái quản chế thần niệm. Nửa nén hương qua, Mã Kỵ thất vọng. Vô luận là thất hải thần niệm quán hay là chữ thần lạc thần niệm, không có thể để tại thất giới thạch này lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Coi như là hắn có tế xuất ra côn vô kiếm, không có cách nào động tới được thất giới thạch này nửa phần. Thẳng tới khi Mã Kỵ mở linh nhãn, lại đem thất giới thạch này nhiều lần kiểm tra về sau, lúc này mới tại trên một góc thất giới thạch tìm được vết tích. Mặt ngoài thoạt nhìn dấu vết cùng với thất giới thạch dấu y nhau nhau. Tại dưới linh nhãn, Mã Kỵ vô cùng tình cảm xác được chỗ kia vết tích là thất giới thạch tổn hại, sau đó được người ta tu bổ, thật là lợi hại. Mã Kỵ âm thầm lay động. Thất giới thạch đúng là bởi vì bố trí, không phải là trời sinh mà có đồ đạc. Tên gia hỏa có thể bố trí ra thất giới thạch loại này kinh khủng truyền tống trận cường đại cỡ nào? Ngơ ngác nhìn hồi lâu, Mã Kỵ mới là thông qua chữ thần lạc khắc phải đạo thần niệm ấn ký ẩn nấp trong đó. Làm tốt những thứ này, Mã Kỵ xác định không có gì quên về sau, lúc này thân hình mới mở ra bước vào hư không hắc động. Không gian chuyển tới kịch liệt bất động, dù Mã Kỵ tu bị căn bản công kích nào tại đây loại bàn điệt kịch liệt trong an ổn xuống, hắn chỉ có thể tạo loại này không gian bất động không ngừng quay cuồng. Thần niệm cũng như vậy không ngừng thẩm thấu ra ngoài, không gian quy tắc kịch biến để cho thần niệm của Mã Kỵ như trước cũng vậy không cách nào thẩm thấu ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ quanh người hắn. Không biết tại bên trong cái loại quay cuồng không gian quy tắc sốc này, Mã Kỵ quanh thần niệm một chút. Bao lâu hắn rớt bờ trên một cái khối khổ nứt lòng sông. Lòng sông vết nứt lớn nhất đều là rộng vài trượng. Thần niệm quét xuống thật giống như là từng cái miệng khổng lồ đen hẹp dài. Thần niệm áo kỵ quét một cái quả nhiên không thấy đám kỵ đi. Hắn mới định xuất ra phương vị cầu thông minh cho tìm kiếm phương vị. Một cái đạo bằng hạt khí tức từ lòng sông khẽ mở rộng ra, thời gian ngắn liền đem không gian hắn bao lấy. Cuồng bạo thần niệm công kích tại bên ngoài Mã Kỵ lĩnh vực lộ tung. Mã Kỵ bị loại này thần niệm đợt công kích cũng là rút lui vài dặm. Lão già kia, tên này ta phát hiện trước, một cái hư ảo nguyên thần phát hiện. Giọng nói cả mang theo một cái loại tạp âm như là lời hơi thừa, gần như là nguyên thần này hiện thần ra đồng thời lại làm cái nguyên thần khác hiện ra. Hắc hắc, người nói người phát hiện trước chính là người phát hiện trước à? Bản thân nằm ở vùng nơi này đã vô số năm, nơi đây vốn là địa bàn ta. Ngươi sợ cái gì cướp người tại địa bàn ta? Cái nguyên thần thứ hai cười hắc hắc, giọng nói hình như không có cửa răng, xung quanh đều hở. Trong lòng Mã Kỵ trầm xuống, hắn hiểu chuyện gì xảy ra. Hai nguyên thần này vì cấp đoạt thân thể của hắn mà tranh đoạt. Hắn không phải vì bản thân lo lắng, là vì Kỵ Ly lo lắng. Dùng thực lực quán, không muốn nói hai cái nguyên thần này, coi như là tới 10 cái nguyên thần như vậy, hắn cũng dễ dàng giết chết. Thế nhưng Kỵ Ly là bất đồng. Kỵ Ly tu vị vốn chỉ có hợp thần tầng 4. Cái này không có gì, mỗi chỗ là Kỵ Ly quá mức thiện lương. Tại chỗ này thiện lương chẳng khác nào là muốn chết. Ngay từ đây Mã Quốc Kỵ nơi nào có tâm tính đi quản hai cái này tranh đoạt hắn thân thể nguyên thần. Thân hình khẽ động liền muốn rời khỏi, không nghĩ hai cái nguyên thần ở chỗ này gây người vô số năm, sống quen thuộc không gian xung quanh. Mã Kỵ không có rời đi, hai cái nguyên thần khóa chặt không gian đồng thời đánh về phía Mã Quốc Kỵ. Kiệt kiệt nói, còn kiến hồi còn muốn chạy, vội vã còn muốn chạy. Mã Kỵ giận điên lên, trong thức hải tự hồ khí lớn tuôn ra, toàn lực xuất thủ, hai khúc thần niệm kiên ý đánh ra. Vốn hắn không có thời gian giết hai cái nguyên thần này, nếu hai người muốn chết vậy cũng là chớ trách hắn không khách khí.